Đoàn công tác Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế do đồng chí Nguyễn Văn Phương, trưởng ban chỉ đạo, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang thuộc hai tỉnh Sekong và Salavan, Lào. Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 4 năm 2022 bằng hình thức trực tuyến với nhiều thông tin chuyên đề quan trọng. Nhiều vụ việc bạo lực học đường xảy ra trên địa bàn tỉnh đặt ra cho ngành giáo dục nhiều câu hỏi lớn, cần thiết phải có một sự chung tay từ gia đình, nhà trường và ngành giáo dục để có một giải pháp căn cơ và lâu dài. Xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình Huế ngày mới thứ năm ngày 7 tháng 4. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pimay của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, ngày 6 tháng 4, đoàn công tác Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế do đồng chí Nguyễn Văn Phương, trưởng ban chỉ đạo, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang thuộc hai tỉnh Sekong và Salavan, Lào. Đến thăm và chúc Tết tại trạm công an Cô Tài, Tà Vàng, đại đội bảo vệ biên giới 531, 511 thuộc hai tỉnh Sekong và Salavan, Lào. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã gửi lời chúc mừng nhân dịp Tết cổ truyền của nhân dân các bộ tộc Lào. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương cho biết, thời gian qua, Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế và các lực lượng chức năng thuộc hai tỉnh Salavan và Sekong, Lào đã phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm qua biên giới và giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới. Đặc biệt, đã phối hợp hiệu quả trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Qua đó góp phần xây dựng tuyến biên giới giữa tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp giáp với hai tỉnh Salavan và Sekong, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển, cùng nhau bảo vệ vững chắc an ninh trật tự khu vực biên giới, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm của Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó tỉnh trưởng tỉnh Salavan, Lào, Phu Thông Kham Mani Vong và các đơn vị của bạn khẳng định sẽ luôn hợp tác chặt chẽ với các đồn biên phòng trên tuyến biên giới đất liền của tỉnh Thừa Thiên Huế để cùng chung tay xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Dịp này, tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao các phần quà gồm các nhu yếu phẩm và vật tư y tế tặng lực lượng chức năng và nhân dân nước bạn Lào. Trong các ngày từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 4, đoàn công tác của Ủy ban Biên giới Quốc gia thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam và Lào đã tổ chức khảo sát song phương để xác định điểm đầu nối giao thông tại cặp cửa khẩu Hồng Vân - Cô Tài. Về phía đoàn Việt Nam do ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia Bộ Ngoại giao làm trưởng đoàn, về phía nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do ông Anu Sinh Khắc Tin Nhà Lạc, Chánh Văn phòng Ủy ban Biên giới Quốc gia Bộ Ngoại giao làm trưởng đoàn. Đoàn công tác đã đi khảo sát song phương đoạn giao thông tại khu vực cửa khẩu Hồng Vân, tỉnh Thừa Thiên Huế, Cô Tài, Salavan và một số vị trí đường giao thông tiếp giáp gần khu vực cặp cửa khẩu Hồng Vân, Cô Tài. Sau khi khảo sát, hai bên đã trao đổi thảo luận và thống nhất dịch chuyển điểm đầu nối giao thông tại vị trí mới để tạo điều kiện thuận lợi trong đầu tư cơ sở hạ tầng, đáp ứng tốt nhu cầu thông thương cũng như đi lại của người dân hai phía, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và tăng cường giao lưu hợp tác phát triển bền vững giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với tỉnh Salavan. Hai bên đã tiến hành ký kết biên bản thống nhất việc chuyển vị trí đầu nối giao thông của hai cửa khẩu nói trên, đồng thời yêu cầu các cơ quan ban ngành hai bên cần sớm hoàn thiện các thủ tục liên quan để tạo điều kiện cho việc thực hiện điểm đầu nối giao thông thuận lợi sớm nhất trong thời gian tới. Sáng qua, Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 4 năm 2022, chủ trì tại điểm cầu Hà Nội có Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy, dự và chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng. Cùng với ba điểm cầu Trung ương là Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, hội nghị còn được kết nối đến hơn 1.700 điểm cầu trên toàn quốc với khoảng 50.000 đại biểu tham dự. Thông tin về tình hình kinh tế xã hội 3 tháng đầu năm 2022, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương nhận định, trong quý 1, nền kinh tế đang phục hồi một cách mạnh mẽ với mức tăng trưởng 5,03% nhờ những chính sách điều hành và các chương trình phục hồi kinh tế cho thấy mức độ sẵn sàng và quyết liệt của chính phủ. Bên cạnh các trụ cột chính là nông lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp và xây dựng, trong quý 1 ghi nhận hơn 60.000 doanh nghiệp thành lập mới và tham gia trở lại thị trường. Tăng trưởng dịch vụ cũng khá ấn tượng với mức tăng 4,58%. Về y tế xã hội, nổi lên là việc tìm kiếm nguồn vaccine để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho trẻ em.
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Vương cũng cung cấp những dự báo tình hình và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Tại hội nghị này, các đại biểu còn được thông tin về kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 và một số nội dung quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chiều ngày 6 tháng 4, Đảng bộ huyện Quảng Điền đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 14, thực hiện quy trình các bước giới thiệu nhân sự bổ sung chức danh Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ủy viên Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Thắng, Bí thư Huyện ủy đã nêu khái quát quá trình biến động nhân sự của Ban chấp hành Đảng bộ huyện trong thời gian qua, phân tích cơ cấu số lượng quy hoạch tiêu chuẩn điều kiện, số lượng cơ cấu quy hoạch cán bộ. Hội nghị đã thông qua báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác quy hoạch cán bộ. Tiếp đó, các đại biểu đã tiến hành thảo luận thống nhất cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, cách làm, quy trình giới thiệu nguồn nhân sự và tiến hành giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín đối với các đồng chí được giới thiệu bổ sung Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến phát hiện giới thiệu nguồn quy hoạch bổ sung Ban chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Huyện ủy là một công việc rất quan trọng, vừa phát huy dân chủ trong công tác cán bộ, vừa đề cao trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo toàn huyện trong việc phát hiện nguồn nhân sự mới bổ sung vào quy hoạch, đồng thời thể hiện sự tín nhiệm của mình đối với các chức danh đã được quy hoạch. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Thừa Thiên Huế là một trong những địa phương đi đầu trong việc xây dựng chính quyền điện tử và phát triển dịch vụ đô thị thông minh. Mặt khác, chính quyền cũng đang tạo những cơ chế hỗ trợ hấp dẫn để kêu gọi các doanh nghiệp công nghệ thông tin đầu tư vào địa phương. Đây là cơ hội cho các cơ sở đào tạo nhân lực công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng và thu hút sinh viên trong lĩnh vực này. Đây là phòng doanh nghiệp của Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Khoa học Huế. Phòng học được dành riêng để các chủ doanh nghiệp có thể trực tiếp tham gia vào quá trình giảng dạy và chia sẻ những kiến thức thực tiễn đến sinh viên. Từ đó, doanh nghiệp sẽ có những đánh giá khách quan về kết quả học tập của sinh viên cho một số môn học chuyên ngành. Mặt khác, các sinh viên cũng học được nhiều kiến thức thực tiễn bổ ích từ các doanh nghiệp. Với cái phòng thực hành doanh nghiệp này thì sinh viên có thể nhận được cái sự hỗ trợ tích cực từ về mặt chuyên môn đến từ các cái chuyên gia của các cái doanh nghiệp trên cái địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Đối với cái sinh viên ngành công nghệ thông tin á, mà nếu có cái niềm đam mê đối với cái lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu thì sinh viên có thể lựa chọn cái chuyên ngành khoa học máy tính trong cái ngành công nghệ thông tin. Thì đây được xem như là một cái đổi mới của khoa chúng tôi trong cái việc xây dựng cái chương trình đào tạo của cái chuyên ngành này, khi gắn liền cái nội dung đào tạo với các cái lĩnh vực là AI, Big Data, DA, Machine Learning, v.v. Không chỉ được học những tiết học thỉnh giảng do các chủ doanh nghiệp trực tiếp đứng lớp, các sinh viên khoa công nghệ thông tin còn được tham gia trực tiếp vào khâu sản xuất sản phẩm phần mềm tại các công ty theo hình thức thực tập. Tại đây, sinh viên không chỉ được áp dụng các kiến thức đã học tại trường vào thực tế, mà còn được các công ty đào tạo thêm về các kỹ năng mềm như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình. Đây được cho là những mặt hạn chế của đa số sinh viên sau khi ra trường. Ở trường thì được mấy thầy cô dạy những cái kiến thức cơ bản. Còn đi doanh nghiệp thì mình sẽ được thêm các kỹ năng làm việc nhóm rồi làm theo những cái dự án của công ty. Các kiến thức mà khi được thực tập ở công ty thì sau này sẽ được ứng dụng vô nhiều hơn trong cái cuộc sống. Khi mà tụi em ra trường là hầu như thì tất cả các công ty thì đều có cần cả cái kỹ năng đó. Nâng cao cái chất lượng đào tạo, đáp ứng cái nhân lực chất lượng cao cho các cái doanh nghiệp công nghệ thông tin thì nhà trường đã chủ động trong cái việc cập nhật cái chương trình đào tạo theo cái hướng tiên tiến hiện đại, và nhà trường cũng mở thêm một cái ngành đào tạo mới, đó là ngành kỹ thuật phần mềm theo cơ chế đặc thù của Bộ Giáo dục Đào tạo. Trong đó 30% khối lượng chương trình đào tạo là do doanh nghiệp đảm nhận. Thì bên cạnh đó, nhà trường đã ký kết hợp tác với nhiều cái doanh nghiệp trong cả nước nhằm hợp tác trong cái việc giảng dạy, tạo cái địa bàn thực tập cho sinh viên, thực tập thực tế, thực tập tốt nghiệp cho sinh viên ngành công nghệ thông tin. Và thứ tư là hợp tác với doanh nghiệp trong cái việc cung cấp nguồn nhân lực công nghệ thông tin của nhà trường cho các doanh nghiệp.
Theo số liệu khảo sát của Sở Thông tin và Truyền thông, nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp chủ lực tăng theo từng năm. Và đến năm 2025, tổng số nhân lực công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp này là hơn 8.400 người. Định hướng nguồn nhân lực chủ yếu tập trung vào dịch vụ nội dung số, dựa trên chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm thông minh, phục vụ cho lĩnh vực du lịch và y tế. Phần còn lại sẽ thuộc về lĩnh vực gia công phần mềm và dịch vụ phần cứng. Vì thế, nhu cầu tuyển dụng nhân lực chuyên ngành là rất lớn. Để cho phát triển được các hoạt động chuyển đổi số thì chúng ta phải huy động các nguồn lực. Mà trong đó thì các doanh nghiệp công nghệ thông tin và các doanh nghiệp số thì chúng ta sẽ cần về một số lượng lớn. Và để các doanh nghiệp này hoạt động hiệu quả thì lại phải cần có sự tham gia của nhân lực ở cái khu vực này, cho nên nó tạo ra một cái số lượng nhu cầu lớn về cái nhân lực. Và trên thực tế thì chúng ta thấy đấy là việc đang thu hút đầu tư xây dựng các cái khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung chính là các cái hoạt động mà tỉnh đang thu hút lôi kéo cái sự tham gia của các cái doanh nghiệp công nghệ thông tin tại địa bàn và các cái doanh nghiệp công nghệ thông tin khác về Huế, và từ đó thì tạo ra một cái nhu cầu phát triển rất lớn về nhân lực công nghiệp công nghệ thông tin. Với những đổi mới trong chương trình giảng dạy của các cơ sở đào tạo và sự quan tâm của tỉnh nhà trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực công nghệ thông tin có trình độ đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội, tin rằng tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ sớm hoàn thành mục tiêu là một trong những địa phương dẫn đầu về phát triển các ứng dụng sản phẩm dịch vụ thông minh liên quan đến di sản văn hóa, du lịch, y tế chuyên sâu và trí tuệ nhân tạo của cả nước trong thời gian tới. Tiếp theo chương trình là những thông tin kinh tế đáng chú ý. Kinh tế Việt Nam dự kiến phục hồi ở mức 6,5% trong năm nay và tăng trưởng mạnh mẽ hơn ở mức 6,7% trong năm tới, nhờ tỷ lệ tiêm chủng cao cùng với việc đẩy mạnh thương mại và tiếp tục thực hiện các chính sách tài khoá và tiền tệ mở rộng. Đây là số liệu trong báo cáo mới được công bố hôm qua tại Hà Nội của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB. Theo các chuyên gia ADB, việc mở cửa trở lại hoạt động du lịch vào giữa tháng 3 và nới lỏng các biện pháp kiểm soát đại dịch được kỳ vọng sẽ thúc đẩy dịch vụ, theo đó dự báo tăng trưởng ngành dịch vụ là 5,5% trong năm nay. Việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công sẽ thúc đẩy xây dựng và các hoạt động kinh tế liên quan. Lạm phát dự kiến sẽ tăng lên 3,8%. Việc tăng cường phối hợp giữa chính quyền trung ương và địa phương và sự dịch chuyển lao động phục hồi sẽ khôi phục niềm tin của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tầng lớp thu nhập trung bình cao vẫn đang rất là mạnh. Có thể nói là những hiệp định đầu tư nó có tác động rất mạnh đến đầu tư. Thế thì những hiệp định này thì nó có những ưu đãi nhất định đối với các nhà đầu tư nước ngoài, và đây là nhà đầu tư nước ngoài rất quan tâm, bởi vì là họ sẽ được những cái ưu đãi và đồng thời tiếp cận được với các cái thị trường xuất khẩu khác. Thì yếu tố thứ ba nữa là cái môi trường kinh doanh. Thì là chúng ta có thể thấy là cái môi trường kinh doanh nó tác động rất mạnh đến tâm lý các nhà đầu tư, và dựa trên ba yếu tố đó thì là ADB đánh giá là cái khả năng, tức là cái xu hướng đầu tư Việt Nam, FDI Việt Nam vẫn sẽ có nhiều triển vọng tích cực. Thị trường lao động đang phục hồi cùng với các giải pháp kích thích tài chính và tiền tệ của chính phủ sẽ thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp đạt mức dự kiến 9,5%, sản lượng nông nghiệp tăng 3,5%. Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực có hiệu lực trong năm nay dự kiến sẽ thúc đẩy hoạt động thương mại khi đại dịch COVID-19 lắng xuống, hình thành các thị trường xuất khẩu ổn định và đáng tin cậy cho Việt Nam. Việt Nam có khả năng tiếp cận các đối tác thương mại khác của Mỹ và EU thông qua các hiệp định thương mại. Mặc dù kinh tế toàn cầu có những bất ổn hiện hữu, nhưng Việt Nam có độ đa dạng nhất định trong các FTA mà Việt Nam đang tham gia. Điều này sẽ giúp cho xuất khẩu của Việt Nam tăng trưởng ổn định. Báo cáo Triển vọng Phát triển Châu Á năm 2022 cũng nêu rõ những rủi ro trong ngắn hạn đối với Việt Nam là tình trạng nhiễm COVID-19 cao kể từ giữa tháng 3. Nếu không được giảm bớt, có thể cản trở sự quay trở lại trạng thái bình thường của nền kinh tế trong năm nay. Kết thúc quý 1 năm 2022, kinh tế Thừa Thiên Huế có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Chỉ số công nghiệp tăng 9,9%, 213 doanh nghiệp thành lập mới. Dự báo một năm phát triển mạnh mẽ của kinh tế địa phương. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại 275 doanh nghiệp, tăng 79 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngưng hoạt động là 325 doanh nghiệp, tăng 60 doanh nghiệp. Giải thể 34 doanh nghiệp, tăng 7 doanh nghiệp. Tính từ đầu năm đến nay đã cấp phép cho 12 dự án cấp mới với tổng vốn đầu tư cấp mới đạt 7.145,6 tỷ đồng. Trong đó, khu kinh tế công nghiệp đã cấp mới 3 dự án với tổng vốn đầu tư cấp mới 1.215 tỷ đồng. Ngoài địa bàn, khu kinh tế công nghiệp cấp mới 9 dự án với tổng vốn đầu tư cấp mới 5.930,6 tỷ đồng.
tỉnh cũng đã thực hiện điều chỉnh cho 15 dự án, tổ chức làm việc với các tập đoàn lớn, tập đoàn Itochu, tập đoàn Yoshida Kaiun Nhật Bản và công ty cổ phần Western Pacific để tìm hiểu cơ hội đầu tư vào khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô. Theo báo cáo của Ủy ban dân tỉnh, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP 3 tháng tăng 9,85% so với cùng kỳ. Trong đó, công nghiệp khai khoáng ước giảm 14%, công nghiệp chế biến chế tạo ước tăng 6,9%, sản xuất và phân phối điện, nước đá ước tăng 50%, cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải ước tăng 4%. Một số sản phẩm chủ yếu có sản lượng tăng là bia, sợi các loại, quần áo lót, clanke xi măng, điện sản xuất, giam gỗ, men frit, vỏ long nhôm. Một số sản phẩm chủ yếu có sản lượng giảm như tôm đông lạnh, xi măng. Trong những tháng tiếp theo, tỉnh đẩy mạnh thực hiện các giải pháp để tiếp tục giúp doanh nghiệp tại những khu công nghiệp tăng năng lực sản xuất từ các năng lực tăng thêm các dự án đầu tư đã đưa vào hoạt động trong những tháng cuối năm 2021 và một số dự án đưa vào hoạt động trong năm 2022. Theo đó, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2022 phấn đấu đạt 42.600 tỷ đồng, tăng thêm khoảng 4.100 tỷ đồng so với năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ước đến cuối tháng 3 năm 2022, tổng vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 56.700 tỷ đồng, tăng 1,9% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng tại các tổ chức tín dụng đạt 65.600 tỷ đồng, tăng 3,65% so với đầu năm. Nợ xấu nội bảng tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn ở mức 329 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu nội bảng là 0,51%. Bước sang tháng 4 năm 2022, một số ngân hàng đã công bố biểu lãi suất huy động mới, trong đó lãi suất nhiều kỳ hạn tiếp tục được điều chỉnh tăng. Dự báo từ nay đến cuối năm, lãi suất tiền gửi và cho vay sẽ tăng dần và phụ thuộc nhiều vào khả năng phục hồi của nền kinh tế cũng như diễn biến của lạm phát. Cụ thể, mặt bằng lãi suất huy động dự kiến tăng nhẹ thêm từ 0,2 đến 0,25% trong nửa cuối năm. Thưa quý vị, sau vụ việc một nữ sinh trường Trung học phổ thông Hương Trà, thị xã Hương Trà bị đánh hội đồng, nhiều ý kiến cho rằng việc xử lý là cần thiết nhưng chưa phải là giải pháp căn cơ để ngăn chặn bạo lực học đường. Cần phải có một sự chung tay từ phía gia đình, nhà trường và ngành giáo dục để giải quyết triệt để vấn nạn này. Ghi nhận của phóng viên thời sự chuyên đề. Đến bây giờ, bà Lê Thị Sen, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà vẫn chưa hết bàng hoàng khi con gái bị đánh hội đồng trên đường đi học về. Gần một tháng qua, gia đình bà Sen vẫn sống trong cảnh lo lắng và hoang mang với những gì vừa xảy ra. Bà chọc cha chứ, con đứa rửa mới làm về tướng chọc cha được chứ, người ngoài chỗ mà con khóc mà. Chỗ này chúng ra chỗ được con là chúng ngáo ngạn luôn, nhưng mà con nó chết rồi chứ còn một nửa ai mà đập mà giữ đi. Đó chỉ là một trong số rất nhiều vụ việc bạo lực học đường đã và đang gây nhức nhối cho nhà trường, gia đình và xã hội thời gian qua. Đáng buồn hơn, những người đã gây ra bạo lực học đường lại chính là những người bạn chung ghế nhà trường cùng cả em. Nhiều ý kiến cho rằng, để ngăn ngừa bạo lực học đường, cần phải mạnh dạn đưa ra các giải pháp một cách đồng bộ, có sự chung tay của cả một hệ thống, gồm gia đình, nhà trường và xã hội. Tôi cảm thấy cái tình trạng này là tôi cảm thấy rất là buồn và cũng rất là bức xúc thì như cái trường hợp đã xảy ra, và hy vọng rằng nhà trường, phụ huynh như chúng tôi sẽ hợp với nhau trong giáo dục con cái và ngăn chặn cái trường hợp là bạo lực học đường này. Và tôi hy vọng là cái trường hợp này sẽ, cái bạo lực học đường này trong tương lai sẽ không diễn ra nữa. Và hy vọng các em sẽ sống trang hòa, vui vẻ và hòa đồng với nhau. Chúng tôi cũng đã thành lập cái ban tư vấn trường học, nắm bắt những em mà không được tốt lắm thì lên cái đội tư vấn sẽ tư vấn cho các em. Và sau thời gian mà dịch ổn định, tập trung được đồng thời thì có thể ngoài cái việc giáo dục của nhà trường, thì tôi cũng sẽ mời các cái chuyên gia tâm lý về lứa tuổi để tổ chức cái ngoại khóa và cho các em để các em nắm rõ thêm về cái lứa tuổi của vị thành niên. Với các em học sinh, việc nhận thức đúng đắn về hành vi bạo lực học đường để các em rút ra được những bài học đúng đắn, hình thành những quan niệm sống tốt đẹp cho bản thân cũng như bạn bè khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Bởi bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu, các em cũng có thể trở thành nạn nhân của bạo lực học đường nếu không được kịp thời ngăn chặn. Em thấy vấn đề đó là khá đáng buồn vì sự xử lý hơi vội vàng đến từ cả phía. Em thấy là hành động đó là chưa đúng. Nếu mà xảy ra hành động đó nữa thì có thể là khuyên các bạn là chủ động giải hòa hoặc là tìm đến người lớn hoặc là chủ hoặc là đến giáo viên có thể xử lý một cách êm đẹp và ổn thỏa hơn. Chúng em có một nhóm trên Facebook để
trao đổi cũng như là thông báo những sự việc, và chúng em cũng thường xuyên tuyên truyền nhau về vấn đề bạo lực và những vấn đề khác. Chúng em cũng thường xuyên nhắc nhở nhau là không nên làm những việc làm ảnh hưởng đến bất cứ điều gì, và thực hiện một cách thông minh, văn minh, vì chúng ta là những con người có học thức. Việc phòng chống bạo lực học đường phải được xem là công việc của toàn xã hội, là trách nhiệm của cả cơ quan chức năng. Sự quan tâm đúng mức, sự kết hợp chặt chẽ các đoàn thể, tổ chức liên quan tạo ra hiệu ứng tích cực, góp phần đẩy lùi vấn nạn này, mang lại môi trường lành mạnh, thân thiện trong nhà trường và xã hội. Xử lý các vụ việc bạo lực học đường có thể dễ thực hiện, nhưng để tìm ra giải pháp ngăn chặn, hạn chế bạo lực học đường vẫn còn là một hành trình dài. Kết thúc chương trình như thường lệ là những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Tại Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu nên mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, vùng A Lưới trời lạnh, ngày giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ trong ngày dao động ở mức từ 21 đến 27 độ, độ ẩm trung bình 88%. Thời tiết biển có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió bắc đến đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m.